cây nó mọc theo cái cột này thì là nó sẽ phân hủy, nó sẽ ấy ra thành bùn đất. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Hello, hello, hello. Chào buổi sáng. Bây giờ là 5 giờ sáng. Hôm nay đi trồng cây ở trong rừng, thế cho nên là chúng mình sẽ ăn mặc kín đáo một tí, không có hở chân hở tay để cho nó đỡ bị muỗi đốt ở trong rừng. Vớ giày mình đi rồi. Bây giờ thì mình chưa có make up tại vì tí nữa đi ở trên cái xe bus khoảng từ 6 giờ đến 10 giờ sáng mới tới nơi bạn. Bởi vậy cho nên là mình chưa make up trước. Đến nơi rồi mình mới make up để cho nó đỡ bị chảy mồ hôi nhiều. Đồ đạc mình đã mang theo đủ ở trong cái túi này hết rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi nhá. Hoàng đi rừng trồng cây không? Béo thế này có đi được đường rừng không? Mình đã lên xe rồi, bây giờ thì tất cả mọi người đang ổn định ở trên xe. Mình chưa bao giờ thấy Sài Gòn vắng như thế này vào cái giờ này. Các bạn nhìn này. Wow. Wow, không có lấy một cái xe, một người đi xe đạp. Đây là rừng industry đầu tiên tại Việt Nam, mở trong cành hóc tay lấy trên. Mình sẽ cùng mặc chiếc tạp dề này để bắt đầu trồng cây. Mình thì chưa trồng cây bao giờ. Ở nhà mình thường trồng cây hay là cắm hoa thì cây nó cũng không sống được lâu cho lắm. Mình không có tay nghề trồng nông nghiệp cho lắm. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ cố, sẽ có hướng dẫn. Bởi vậy từng bước mình sẽ làm từng bước. Bây giờ mình đeo găng tay rồi, mặc tạp dề rồi, đội nón rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi trồng cây nhá. Lý do tại sao chúng mình ngày hôm nay đi trồng cây ở khu bảo tồn đất ngập mặn Láng Sen ở Long An là bởi vì ở đây ấy, cái hệ sinh thái ấy, vốn nó rất là đa dạng. Thế nhưng mà do quá trình xâm lấn của nông nghiệp này và cũng bởi vì trái đất nóng lên nữa, thế cho nên là cái hệ sinh thái nó bị mai một đi ấy. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay thì là chúng mình sẽ đi trồng thêm 5.000 cây ở đây. Cái sự kiện trồng cây này nó gọi là Green Forest Industry tổ chức. Và mình đi trồng để mình góp sức trồng cây các bạn ơi. Đầu tiên theo như là mình được các anh hướng dẫn thì là chúng mình sẽ chọn giống. Cái giống cây ấy, ở đây thì sẽ trồng những cái giống cây giống như là cây gừa, cây bứa và cây châm bột. Mình mới học được là có 3 loại cây đó. Tại sao trồng ở đây là tại vì nó là những cái giống cây đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và nó sẽ có 2 lợi ích. Một là chống xói mòn đất. Cái thứ hai là nó sẽ tạo môi trường sống cho các loài chim. Đây, như là cái cây này đây. Và cái giống cây, cái hạt giống thì là người ta đã chọn làm sao cho nó cái giống cây để nó có thể lớn lên khỏe mạnh. Mình thì mình không biết nhiều thuật ngữ của nông nghiệp, thế nhưng mà mình được nghe thì mình nhớ là thông tin như vậy. Mình sẽ lựa chọn những cái giống cây như thế này và bây giờ thì chúng mình sẽ trồng xuống. Để trồng những cái cây này thì chúng mình sẽ đào những cái hố. Mình biết là mình đang sai tư thế lắm, thế nhưng mà mình đang cố gắng hết sức các bạn ạ. Những cái hố này sẽ dài, rộng và sâu 30 cm. Và đây là một cái hố mà mình đào sắp xong rồi. Hơi sai tư thế và hơi lâu một chút, thế nhưng mà mình cũng sẽ xong thôi. Bây giờ thì mình đã được hướng dẫn trồng cây xuống và theo như hướng dẫn ấy, thì là mình sẽ dùng kéo mình cắt nhẹ một đường ở cái phần bọc cây, túi bọc cây ở đây, mình cắt thật là nhẹ thôi và mình gỡ ra, và mình không có được làm những cái này rớt ra. Những cái đất này mà rớt ra thì như người ta nói là bị mất dinh dưỡng, bị đứt rễ và như vậy là không được. Bởi vậy cho nên bây giờ mình sẽ cẩn thận gỡ cái bọc này ra. Đây là một cây bứa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gỡ cái phần đáy của cái túi xuống và sẽ đặt xuống cái hố mà mình vừa đào. Wow. Đó, mình đặt nhẹ nhàng vào đây, không có làm đứt rễ và không có làm mất các cái đất xung quanh của nó. Bây giờ thì mình sẽ lấp cái phần đất. Nhẹ nhẹ. Lấp cái phần đất mà mình vừa mới đào lên xuống. Và theo như các anh hướng dẫn nói thì khi mà lấp đất vào ấy, thì cũng phải nhẹ nhàng, chứ nếu không là sẽ làm tổn thương cây. Nhẹ nhàng lấp đất lại. Không được chuyên nghiệp lắm, các bạn hãy thông cảm cho mình. Tưới nhiều ra phết nhỉ. Chưa bao giờ mình tưới một cái cây mà nhiều nước đến như thế này. Tại vì bình thường thì mình chỉ tưới cây ở ngoài ban công thôi ấy. Yeah, vậy là chúng mình đã có một cái cây. Đúng không anh? Đây, và cái cây của mình như thế này là đã hoàn thiện. Tại vì đây là một cái cây ngắn và mềm, nó có thể tự đứng được. Bởi vậy cho nên là nó không cần phải có những cái cây cố định và những cái lạt buộc như thế này. Thường đối với những cái cây mà nó cao hơn ấy, nó chưa có tự đứng được khi mà mình trồng xuống ấy, thì là người ta sẽ dùng một cái cây như thế này và hai cái lạt, một cái lạt buộc ở dưới gốc và một cái lạt buộc ở trên ngọn. Và người ta không có gỡ cái này ra, mà khi mà cây nó mọc theo cái cột này ấy, thì là nó sẽ phân hủy, nó sẽ ấy ra thành bùn đất. Mình trồng cái cây non như vậy xong rồi bây giờ là mùa mưa gió, nhỡ may mà mưa lớn quá thì nó có bị đổ cây không hả anh? Không, mình có cắm cây để có đỉnh này nè. Mình cột hai dây này nó có đỉnh cái cây đỉnh. Nhưng mà nhiều khi cái mưa nó lớn á, bão á. Tại khi mà cây mưa cái nào không bao giờ ngã cây này được. Những cái cây lớn khi mưa giông thì nó mới ngã được. Cây càng nhỏ thì cái chịu càng tốt. Nó làm lý gì đó. Các bạn thấy không, trong thời tiết mưa bão nhá, những cái cây nào mà mềm dẻo thì sẽ gọi là ứng phó được với mưa bão và ngả theo những cái giông tố cuộc đời. Còn những cây nào mà cứng quá thì sẽ dễ bị đổ hơn. Bài học nông nghiệp từ cuộc sống, à nhầm, bài học cuộc sống từ nông nghiệp. Hello các bạn, bây giờ thì mình đã về nhà rồi đây. Mình về nhà rồi và mình tắm rửa rồi. Kiểu như là mình cảm giác ngày hôm nay mình đã toát ra 2 xô mồ hôi và mình phải tắm cho đến khi mà các bạn hình dung cái tay mình nó nhũn giống như là cái trái táo tàu, táo tàu vậy đó. Và sau khi mà mình tắm xong thì mình cảm thấy giống như là một con người mới vừa mới bước ra khỏi phòng tắm vậy đó. Mình cảm thấy sạch vô cùng. Tại vì hôm nay chảy mồ hôi nhiều quá. Nói thật với các bạn là để mà tham gia một cái sự kiện ngày hôm nay thì đúng thật là kể từ lúc đầu thì mình cũng chưa hình dung được là nó có thể khắc nghiệt về mặt thể lực đến thế. Nhưng mà sau khi mà mình đã vượt qua được nó rồi và mình đã sống sót trở về rồi thì mình cảm thấy rất là vui. Tại vì mình được tham gia một sự kiện ý nghĩa. Thực sự là tất cả mọi thứ làm đều rất là khiêm tốn, không có băng rôn khẩu hiệu nhiều. Chỉ có một cái bảng hiệu rất là đơn giản bằng gỗ thôi. Tất cả mọi người đều sử dụng tạp dề tái chế, không phải tái chế, xin lỗi, tạp dề sử dụng lại, găng tay sử dụng lại. Tất cả mọi người đều mang bình nước đi để hứng nước từ những cái chai nước lớn và không có một cái miếng rác nào được thải ra ngày hôm nay cả. Trừ những cái nhựa để bọc cây, thì khi mà người ta bọc cây thì người ta phải dùng những cái nhựa đó. Người ta giải thích là để cho cái ẩm ở trong rễ cây nó không bị thoát ra và làm khô cây, làm chết cái rễ cây. Thì thực sự là mình rất là cảm kích với một cái sự kiện nhân văn như vậy. Ngày hôm nay thì mình rất là vui, mình đã trồng được một chút cây cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lần đầu tiên mình đến với Long An, mình nghĩ vậy. Ừ đúng rồi, chắc là lần đầu tiên mình đến với Long An mà mình cảm thấy ngoài cái nắng mà nó hơi khắc nghiệt một chút thì rất là vui và đồ ăn thì rất là tươi ngon ở đó. Bây giờ thì mình rất là mệt rồi và mình sẽ nghỉ ngơi thôi. Mình hy vọng là các bạn đã thích một cái video đi cùng với mình trong một chuyến đi vừa rồi. Like video và đăng ký kênh nhé, tại vì mình sẽ quay lại với video mới vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Và đừng quên follow mình ở trên Facebook cũng như là Instagram tại Giang Ơi Vlog, mình sẽ để tên ở đây. Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và tạm biệt các bạn.